chào tất cả các bạn và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong series bong bóng nghệ thuật đơn giản. Thể theo lời yêu cầu của một số bạn đã comment và inbox cho chú Hề ET thì ngày hôm nay chú Hề ET sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hình một chiếc guitar đơn giản các bạn nhé. Để tạo được chiếc guitar đơn giản thì chúng ta cần có 3 quả bóng, 3 màu. Ở đây chú Hề ST dùng 3 màu khác nhau như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi 2 quả bóng màu vàng và màu xanh dương này lên các bạn nhé. Chúng ta chừa lại khoảng 7 ngón tay. Quả bóng màu vàng cũng chừa lại khoảng 7 ngón tay. Ok. Quả bóng màu vàng chúng ta tạo một khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Bóng màu xanh tương tự. Rồi, chúng ta sẽ xoắn chung lại với nhau. Như thế này. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng gần 2 gang tay các bạn nhé. Gần 2 gang tay. Đến đây chúng ta xoắn lại. Chúng ta tạo một cái khóa ở đây. Bên này tương tự. Bằng đây. Và một khóa hai ngón tay. Quả bóng màu xanh dưa chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 6 ngón tay. Ta cột vào đây. Màu vàng tương tự, rất ngược lại 6 ngón tay. Tiếp theo ta tạo một quả nho 2 ngón tay và một khóa 2 ngón tay. Quả xanh dương tương tự, một quả nho và một cái khóa. Chúng ta làm giống như thế này luôn, 6 ngón tay. Màu vàng tương tự. Đến đây chúng ta tạo một vòng tròn 3 ngón tay. Xoắn như này. Màu xanh tương tự. Phần dưới chúng ta ngắt vào túi. Đến đây chúng ta dùng quả bóng màu trắng. Quả bóng màu trắng chúng ta thổi cũng chưa khoảng tầm 7 ngón tay. Ok. Bây giờ tai màu trắng chúng ta cột vào hai khóa này. Bể mất tiêu rồi. Bể thì chú này sẽ tạo một cái khóa màu trắng để thay thế quả cái khóa màu vàng các bạn nhé. Rồi tiếp theo ta dùng đầu này chúng ta luồn qua đây. Đây các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục kéo. Rồi. Chúng ta sẽ kéo
đến lúc nào tương đối tròn giống như cái guitar là ok. Tiếp theo, chân này chúng ta theo tay của chúng ta cảm thấy cân đối, chúng ta sẽ tạo một đoạn thế này và hai khóa ở đây. Ok, đây chúng ta tạo một đoạn ba ngón tay, bốn ngón tay, đây một đoạn bốn ngón tay và chúng ta cột đây luôn. Còn kia tôi đang hát dấu mối lại các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta vẽ dây. Chúng ta vẽ dây đàn cho nó giống các bạn nhé. Thùng đàn, có lỗ đàn. Đây, chúng ta sẽ có ngăn đàn. Dây đàn. Wow. Cái này vẽ xấu quá nên hư mất cái đàn rồi. Nhưng không vẽ này, ai vẽ đẹp chơi giống các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái đàn guitar đơn giản. Ok, chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST các bạn nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.